Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng của Đài Nét Việt TV. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả. Và Hot Tips cho Thanh Tùng nhà ngày hôm nay xin được giới thiệu khách mời quen thuộc bên tay trái Thanh Tùng, bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Nét Việt TV. Bên tay phải của Thanh Tùng, cô em gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Quý vị có thấy khác phùng? Hôm nay có gì mở tivi lên tôi thấy khác liền, một bầu không khí xuân, dạ. Một bầu không khí rực rỡ xuân, mà đặc biệt là trên sân khấu bây giờ đó, có gì thấy có bông có hoa, nhưng đặc biệt là ba bông hoa biết nói kể cả em. Tại vì trước khi tụi em kể chuyện quý vị nghe về Tết ha, thì cho tụi em được giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho tiết mục Hot Tip với Thanh Tùng ngày hôm nay. Đó chính là Xuân Vân Healthcare chợ dược thảo toàn chân, tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 408-528-9297. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng, sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Hiện tại thì Xuân Vân Healthcare chợ dược thảo toàn chân cũng đang có các đặc sản Xuân Nhớ Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa do Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa phát hành. Đây là món quà xuân dành cho quý vị, đặt sang xuân hoàn toàn miễn phí. Mời quý vị đến để lấy mang về làm quà. Rồi sau đó quý vị muốn có chút quà xuân cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà thì đã có sẵn bao thư cho quý vị. Paloma Cafe, ngay mặt tiền khu thương xá Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, bây giờ đã đón tiếp quý vị đến ăn trưa dạng tối ở ngoài patio rồi. Mời quý vị nhớ đến thưởng thức. Paloma Cafe cũng là nơi đang có các đặc sản xuân Nhớ Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị đến để lấy báo hoàn toàn miễn phí. Paloma Cafe 408-277-0922. TN Karaoke muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới xin gọi anh Đoan Nguyễn 408-223-2300 hay vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu Vietnam Town San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần, 408-217-9496. Angel Beauty tọa lạc bên trong ở thương xá Grand Century Mall San Jose. Đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638. Văn phòng thuế vụ Hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại và thuế nhân viên. Hiện đã bắt đầu nhận hồ sơ giúp khai thuế cho bà con của mình rồi và đang giúp bà con của mình trong chương trình PPP Loan rất thành công. Mọi chi tiết liên lạc văn phòng thuế vụ Hàng Lê 621 đường Tolly Road, San Jose, phòng A125, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ ngay mặt tiền của thương xá Việt Nam Town và khu shopping Craigmore Milpitas vẫn phục vụ những món ăn mà quý vị ưa thích. Ngay ở ngoài trời, đã có thể mời quý vị thưởng thức ở patio ngoài trời được rồi, hoặc là to go. Phở 90 độ ở Vietnam Town San Jose 408-993-9090. Phở 90 độ trong khu shopping Craigmore Milpitas ngay lối vào kế bên Marshall 408-945-6693. Chương trình có được sự bảo trợ bởi thẩm mỹ viện San Jose Beauty Image. Với đội ngũ bác sĩ hùng hậu, hiện đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Địa chỉ của San Jose Beauty Image, 979 Story Road Suite 7093, bên trong khu thương mại Vietnam Town của thành phố San Jose. Gọi làm hẹn số 510-452-7297. Rất cảm ơn quý vị thân chủ đã thương và bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Một lần nữa, quý vị chủ những cơ sở thương mại dịch vụ, quý vị muốn bảo trợ cái tiết mục này để tụi em có cơ hội giới thiệu cơ sở thương mại dịch vụ của chị đến với đông đảo với đồng hương của mình, của cả vùng Bay Area, mình post lên YouTube, bà con mình khắp mọi nơi còn xem nữa, thì liên lạc cái số điện thoại đang hiện trên màn hình. Hy vọng tuần tới tụi em sẽ giới thiệu cơ sở thương mại dịch vụ của quý vị ha. Rồi, còn bây giờ quý vị thấy một lần nữa sau lưng của Thanh Tùng, phải để cái màn hình rộng như vậy nè. Có lẽ sau lưng Thanh Tùng là hoa mai nha quý vị. Rồi mình có hoa gì nữa Thảo? Hoa đã, nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân thiệt nha, cái đồ giả nha. Nụ tầm xuân là thiệt nha. Rồi mình bao lì xì nè, mấy cái liễn nè. Đó, thấy không, đẹp đẽ không quý vị. Rồi đây, cái Thanh Tùng là có pháo. Có cả một mâm pháo đúng luôn rồi. Mà quý vị thấy nguyên một cái công trình nghệ thuật này là một tay Thanh Thảo quý vị. Kết hợp với Beto. Đó, Thanh Thảo Beto là hai em. Từ hôm qua tới ngày hôm nay, tức là nguyên chiều ngày hôm qua. Sáng ngày hôm nay phải vô đài sớm để hai em chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu ra đó, nhằm có một cái setting thiệt là đẹp
để quý vị nhìn thấy trên màn hình. À, công nhận đẹp thiệt ha. Dạ, ấm đẹp cúng hả chị ha. Rực rỡ sắc xuân luôn đó. Vừa chưa bao giờ đây mình đẹp như hôm nay. Dạ, vừa gắn xong hết là Thảo thấy là coi như là mùa xuân ngay thềm nhà mình rồi đó. Đó, đúng vậy. Dạ. Đúng không? Không khí quá là đẹp luôn. Chị bước vô cái thấy không khí này thấy sao? Trời lung linh. Chị chịu không nổi luôn. À, chị tự selfie quá trời. Tế nổi anh Thanh Sơn mới vô chụp thôi. Ồ, Thanh Sơn mới nhận vô chụp. Ồ, Thanh Sơn nói chứ không được, em phải chụp thôi, đẹp quá rồi. Mấy chị em đó chụp Tết mà có gì, Tết mà. Dạ. Nếu là Tết mà nghe cái thời gian mà mình không có được đi hội chợ xuân, hội chợ Tết cũng là nhặt hội gì chơi. Thì đây mới là không khí Tết nè. Dạ. Rồi, mình có cái tip gì cho bà con mình không? Hôm nay thì ngân hàng có cái tip này nhỏ nhỏ thôi, là thường đó là Tết em biết không, mình hay ăn bánh hỏi thịt quay rồi á, ăn ví dụ như bún thịt nướng đồ này nọ, thì cái điều đầu tiên là mà nước mắm phải ngon. Thì bây giờ Hà có cái tip nhỏ là chỉ quý chị làm nước mắm mà mình có thể để được đến 5-6 tháng. Trời, không ngừng. Wow. À, nhưng mà mình phải nấu. Nó hơi cực một chút xíu nấu thôi nhưng mà nó rất là ngon. Thì công thức là vậy nè, ví dụ có 1 muỗng đường thì 1 muỗng nước mắm và 2 muỗng nước lọc, nửa muỗng nước cốt chanh. Đó, rồi quý vị cứ quậy lên vậy, rồi quý vị đổ lên nồi, bỏ lên nồi xong mình bắt lửa lên, mình cắt 2-3 lát thơm, mình bỏ vô đó cỡ 10-15 phút. Khi mà mình thấy cái nước mắm nó bắt đầu nó hơi có cái độ sánh ấy, em biết không, thì mình tắt lửa rồi á, mình đổ vô trong cái bình, mình để nó nguội xong mình bỏ vô mấy cái chai, cái lọ gì đó của mình á, mình cứ để đó, khi nào cần mình ăn, mình để ở ngoài 5 tháng cũng không hư. Còn nếu mà quý vị sợ để tủ lạnh cũng được, nhưng mà Ngân Hà để ngoài không hư. Rồi khi nào mình ăn thì mình bỏ chút xíu tỏi, một chút xíu ớt băm đó em, là rất là ngon. Không, thì... phải cho em hỏi thăm là chị để trên bếp khoảng bao lâu? Thì cỡ 15 phút. 15 phút. À, còn nếu mà quý vị 15 phút á thì quý vị nhớ là, tại vì có nhiều người nói để cái lửa nhỏ hay sao tùy theo cái lửa luôn. Nhưng mà mình cứ múc cái nước mắm lên mà mình thấy nó có cái độ hơi xanh xanh, nó không phải là nước mà nó chảy tỏng tỏng xuống mà mình thấy nó hơi xanh xanh chút là được rồi, ok. Mà nhớ là cái thơm là cái quyết định của nó, là không bị mất, không bị hư. Cho nên phải có những cái lát thơm đó. Nó rất là ngon quý vị, nó thanh thanh mà nó có cái độ sánh rất là đặc biệt. Mình ăn bất cứ ăn cơm tấm cũng được, ăn cuốn nướng, ăn bánh cuốn, rồi ăn bánh hỏi thịt quay. Nó thành ra Ngân Hà nghĩ là mình nấu như vậy, mình để mình khỏi cần có phải lúc nào mình cũng phải làm nước mắm, nó cực khổ. Mình làm vậy là cái thứ nhất. Còn nếu mà quý vị muốn ăn liền thì công thức nó là 1 đường nè, 1 nước mắm, 1.5 nước cũng nửa chắc nửa cốc chanh luôn. Mà nhớ là nếu mình ăn liền, còn lúc mà mình nấu lên thì mình phải cần 2 nước để nó cạn, nó sánh lại á. Như vậy á, quý vị cứ nghe Hà đi, làm như vậy á, rất là tiện. Lúc nào mình mua cái gì, ví dụ mua bánh ướt ăn chả lụa là mình cứ có sẵn có nước mắm mình ăn, chứ nhiều khi người ta không bán mà mình có sẵn vậy ăn rất là ngon. Bánh khọt, bánh xèo, nói chung là tất cả những món gì mà ăn với nước mắm chua ngọt thì quý vị làm như vậy rất là ngon. Cái đó là một cái chia sẻ là Ngân Hà cũng làm rất là nhiều lần rồi, là thấy nó rất là ngon và rất là tiện. Nhiều khi chị làm rồi xong cái chị cho bạn bè chị nữa, là khi chị nấu nhiều lắm, cái chị cho hủ như nè. Đúng rồi. Mà quả là cái cách này Thảo thấy không, là tiện có cái là mình nấu xong cái mình cho vô hủ mình gửi tặng cho người thân, nhất là những gia đình mà không có tiện mà vô bếp mỗi ngày, hay là đặc biệt gửi cho con mình ký túc xá tụi nó học đại học thì có chồng quyết đúng có gì phụ huynh mấy cái này được à, cái này được à, cái này chịu à, gửi á. Rồi cái tiếp của em là cái gì? Dạ, ngày hôm nay thì cái tiếp của em là làm sao cho mình nấu canh khổ qua đó nó không có đắng nhiều. Dạ, thì Tết đến rồi, Thanh thấy Thảo cái truyền thống của người Việt của mình lúc nào cũng có nồi canh khổ qua để cho khổ đi qua. Cái năm mới mình không còn đó. Thì cái tiếp của Thanh Thảo là làm sao cho cái trái khổ qua của mình nó không có quá đắng. Thì quý vị như thế này, sau khi mà quý vị đã cạo lấy cái phần hột ra đó thì mình nhớ là cái lớp trắng mà nó sát cái phần thịt là cái lớp đó nó tạo độ đắng nhiều nhất. Là mình phải cạo cho sạch thật là sạch lớp trắng đó thì đã giảm đi một phần đắng rồi. Sau đó thì trước khi mình dùng thịt vào đó quý vị, thì quý vị bắt dùng Thanh Thảo một cái nồi nước sôi, thì vừa sôi lên quý vị cho vô dùng Thanh Thảo là 1 muỗng mật ong. Tùy theo Thanh Thảo nghĩ là một muỗng mật ong, thường thì mình luộc mình làm cỡ 10 trái khổ qua đi, thì quý vị cho một muỗng canh á, một mật ong vào, 2 muỗng giấm vào, và
một muỗng muối vào, quý vị bỏ khổ qua vô, luộc cho thành thảo 3 phút. Mình đổ ra, mình rửa sạch, sau đó mình hãy lấy trái khổ qua đó, mình dồn thịt vào. Thì cái độ đắng nó sẽ giảm đi, nên Thảo nghĩ phải giảm đi 6 đến 6 phần. Hay quá hả? Nhưng mà khi mà cho lên cái nồi đó thì mình trần sơ nó cỡ bao nhiêu? 3 phút. Đó là cái tip mình làm sao cho khổ qua nó bớt đắng. Trong khi nếu mà quý vị còn muốn trái khổ qua của mình xanh nó đẹp á, thì khi mình vớt ra quý vị, cái thau nước của mình á, mình ngâm vào đó một nước đá và một muỗng baking soda. Mình hòa tan, thì khi mình vớt ra từ cái nồi sau 3 phút á, mình bỏ vào đó thì cái trái khổ qua mình nó bớt bị vàng khi mà mình hâm tới hâm lui hoài. Hay. Dạ. Cái bí cũng rất là hay. Mà thường thì ở nhà em nấu canh khổ qua là nấu vào những ngày nào? Trước Tết á. Em nấu trước Tết hay sau Tết? Dạ, Thảo nấu trước Tết chứ. Trước Tết là khoảng 28 Tết. 28 Tết là nấu cái đó. Dạ, để mình... chi? Mình có được ngày 29 cho nó thấm. Ngày 30 thì mình cúng ông bà. Là mình đã có thể ăn từ ngày 30 rồi. Dạ. Để cho cái khổ đã nằm lại của năm cũ. Thế là cho nó qua. Cho nó qua, khổ cho nó qua. Rồi, thưa quý vị, đó là tip của chị Ngân Hà với Thanh Thảo chia sẻ với bà con của mình, mà Thanh Thùng biết rằng là sẽ còn nhiều cái tip lắm chia sẻ với quý vị, nhất là trong những ngày năm hết Tết đến như thế này. Sau ít phút quảng cáo, rồi em sẽ trở lại trong chương trình ngày hôm nay, đó là chia sẻ với quý vị không khí Tết, đặc biệt không khí Tết ở ngay San Jose, ngay tại địa phương. Nhất là không khí Tết trong mùa đại dịch ha. Rồi, những nhắc nhở với bà con của mình là mùa Tết đến thì kẻ gian nó lộng hành dữ lắm, nó sẽ tấn công, đặc biệt là người Việt Nam mình. Rồi những người mà đi ATM rút tiền mặt, làm bao lì xì đó, quý vị cẩn thận. Rồi thông tin liên quan tới việc chích ngừa trong những ngày tới, quý vị nhớ đón xem sau ít phút quảng cáo. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Giữa lúc mà không khí Tết về tới ở khắp mọi nơi, nhưng quý vị thấy là trên màn hình là trang trí xong rồi, quý vị thấy là hôm nay hiếm hoi mà ba chị em còn mặc áo dài, đúng không? Hai nàng này thì quý vị thấy mặc áo dài là mỗi ngày đọc tin tức, nhưng mà khi làm Hot Tips thì muốn thay đổi. Mình khi mặc đồ tây, mặc áo đầm chút xíu. Chỉ có Thanh Tùng ngày hôm nay, quý vị thấy lần đầu tiên em mặc áo dài như vậy mà trên sân khấu. Nhờ mặc áo dài nãy giờ em ngồi em đứng thở muốn chết luôn, không có được. Thấy người áo dài, thấy người cho nó thẳng. Còn chị Ngân Hà có thấy không, ngồi mặc áo dài khoanh tay không? Khoanh tay che bụng. Nên là lâu lắm mà cũng lạ lạ. Dạ đúng rồi. Là, thì nên cứ trông đợi tới Tết, cứ trông đợi tới Tết để được mặc áo dài. Nãy chị Ngân Hà có rủ, em ơi, mặc áo dài thấy thích quá, thấy không khí Tết quá. Thôi từ nay mình mặc áo dài luôn đi. Vậy giả được, nhưng với điều kiện là tụi em đang cần nhà tài trợ áo dài cho tụi em. Có ai đó tài trợ áo dài cho ba chị em tụi em nha quý vị. Rồi, chị Ngân Hà em mới thăm, chị đi chợ Tết, chợ Xuân gì chưa? Đi rồi, đi nát nước luôn. San Jose nè, mấy ngày nay nè. Đúng rồi. Chị thấy không khí làm sao? Chị thấy không khí nó không có như mọi năm. Là tại vì mọi người đều cũng lo sợ cái dịch bệnh đó. Nhưng mà chị thì chị vô Costco, chị mua mấy cái chậu cúc đó, thì chị thấy ở trong đó nó vẫn đông như thường. Mà chị phải công nhận nha, Costco mà ở center, nghĩa là trong cái khu người Việt mình á, cái người mà sale marketing rất là, nghĩa là đủ món Việt Nam luôn, tâm lý lắm, là biết cái ngày Tết đó là của người Việt Nam. Cho nên á, rất là nhiều luôn, bánh mứt rồi bông cúc rồi những cái trái cây mà để chưng ngày Tết của người Việt Nam, là chị thấy có đủ, không thiếu gì hết luôn. Phở Việt Nam, có gì Vietnamese phở nha. Bữa nay còn có dịch quay Bắc Kinh nữa. Dịch Bắc Kinh nữa. Em thấy không? Nhưng mà cái đó là cho Mỹ, còn cái khu thương mại Việt Nam thì sao? Chị có đi ra những khu thương mại Việt Nam không? Khu thương mại Việt Nam thì chị có ra chợ Lion mình, mà trong cái khu mà Lion Plaza đó thì chị thấy nó bắt đầu có cái không khí rồi, nghĩa là người ta cũng bán bánh chưng, bánh tét, bán bông hoa rất là nhiều. Nhưng mà thực sự ra mà để mà mình thấy đông đúc như mọi khi á, thì chị cũng chưa tìm lại được cái cảm giác mà đông đúc như là hồi năm ngoái chị đi. Thảo thấy thế sao? Em thì nói thật, thưa anh Tùng, chị Hà, quý khán giả, nói thật là Thảo không có thời gian đi chợ luôn đó.
Thanh Thảo cứ ôm cái công việc ngoài. Thì thường thường đi chợ đó là Thanh Thảo hay nhắn tin cho, hoặc là viết giấy ra cho ông xã Thảo đi làm về, nó ghé mua luôn. Thì không khí Tết rõ ràng ở nhà Thanh Thảo nhiều hơn Thanh Thảo đi chợ. Ở nhà mình bày, mình nấu cái này là cái kia. Tuy nhiên thì ngày hôm qua đó Thanh Thảo có ra chợ trời. Tại mỗi năm á, là trước Tết khoảng 1 tuần tới 2 tuần thì Thanh Thảo hay đi chợ trời để mua những cái cành đào á. Nhưng mà thật sự ngày hôm qua Thảo đi nguyên chợ trời không có một cái cành đào nào hết. Và cái số lượng người đi rất là ít. Mà thường là ngày thứ năm nha, là rất là đông người đi. Nhưng mà ngày hôm qua Thảo đi không có người, không, rất là ít người đi. Mà đào cũng không thấy, cúc cũng chưa thấy. Còn Thanh Tùng thì có dành thời gian, mới dành thời gian đi ra một số các khu shopping mà của người Việt mình á. Ví dụ như ở San Jose tụi em thì nổi tiếng là khu Grand Century Mall. Thanh Tùng có ghé ra thăm ở khu Line Plaza. Thì tất cả hai khu này thì không phải đợi tới bây giờ. Mà Thanh Tùng thấy từ 2 tuần lễ trước thì đã có bán hoa rồi. Đã có bán chậu hoa cúc rồi nhiều loại hoa khác nhau. Và đúng như chị Ngân Hà nói thì năm nay không thể so sánh những năm trước được. Vì mình ngay trong mùa đại dịch, số người đi mua có đông hơn bình thường, nhưng mà không thể đông như những năm trước. Thế nhưng điều mà mình cảm thấy mình an ủi á, là mặc dù mùa đại dịch nhưng mà bông hoa vẫn rất tươi và vẫn rất đẹp nha quý vị. Hoa năm nay mà cúc trong chậu đó, chị Ngân Hà với Thanh Thảo với quý vị có đồng ý không? Cúc năm nay rất đẹp nha, chậu về. Hoa mà gọi là hoa lai ơn. Ui, hoa lai ơn mà cành cao như vậy nè, mà bước để quý vị về, quý vị chưng ở trong nhà chờ cho tới khi mà đúng ngày đó thì mình châm nước vô để cho nở ra. Rồi chưa kể nè, hoa lan, hoa lan đủ màu ở San Jose. Rồi chẳng những như quý vị thấy sau lưng của tụi em là nụ tầm xuân. Tầm xuân mà tầm xuân thiệt thì mình không có cắm vô nước. Mà tầm xuân thiệt là phải cắm vô gạo, trong cái bình gạo. Tầm xuân ở San Jose là có đỏ, đỏ thẫm nè, đỏ hồng nè, đỏ tía nè, có cả màu vàng nữa. Thế đó, em thấy là dù là tình hình dịch bệnh nhưng mà hoa năm nay thì rất là đẹp. Và giá cả thì không khác gì so với những năm trước. Đúng, cũng khoảng 10 đồng tới 12 đồng một bó lây. Một chậu cúc thì tùy, nhỏ lớn, cái chậu lớn mà Thanh Tùng mua đó cũng khoảng 20 đồng. Một chậu nó cũng tương đối như vậy. Giá hơi cao hơn chút xíu so với trong Costco. Nhưng mà đẹp hơn Costco, đẹp hơn nhiều. Chỉ có điều như thế này là Thanh Tùng mới được biết là những gì mà mình thấy ở trong các khu shopping á, như là khu Lion chẳng hạn đó, thì thấy thương lắm. Năm nay ban quản lý của Lion Plaza họ có gửi thông báo ra cấm tụ họp, cấm hội hoa xuân, cấm các hình thức múa lân, cấm đốt pháo. Tức là tại vì sợ múa lân đốt pháo thì người ta tụ họp về, mà tụ họp càng đông thì lây nhiễm càng nhiều. Nên là tất cả mọi thứ đều cấm. Chính vì vậy mà buôn bán á, buôn bán mà mấy cái tiệm hoa mà để ở lề đường á, cũng hồi hộp, không biết bị hốt lúc nào. Tới đến cái tình trạng này giống y chang như là bán lòng lề đường ở Sài Gòn á. Bán thì bán vậy, đông vui vậy đó. Nhưng mà nhắc tới công an cái là quảng hồn là gom đồ chạy. Mấy cái quán hàng gánh, hàng bưng ở Sài Gòn có gì nhớ không? Đang ăn vậy đó hà, đang ngồi ăn tô uống riêu vậy ha, để bỗng nhiên ngước mắt nhìn lên thấy bà con xách giấy chạy hết trơn. Nhiều khi em cứ cầm tô uống, đứng lên cầm tô uống, không biết đi đâu. Đúng luôn, em cũng bị vậy luôn á. Chứ không lẽ bây giờ bỏ uống xuống đâu rồi, đi cầm tô uống luôn, biết đi đâu, thấy ta chạy. Không biết chạy hướng nào luôn. Tại vì tức là nó bây giờ nó y chang trong cảnh. Giờ nó y chang vậy, sống ở Mỹ mà thấy rất là thương. Các chú, các bác, các cô, các dì, năm ta có một mùa. Kiếm chút tiền. Thì bây giờ có gì thấy đó là tình hình ở San Jose. Nhưng mà em nghe nói ở dưới quận Cam thì khá hơn. Dưới quận Cam thì vui hơn nhiều. Quận Cam em nghe nói trong khu Phước Lộc Thọ thì cũng có chợ hoa. Chợ hoa có từ 2 tuần nay trong khu Phước Lộc Thọ rồi. Mà trong đó thì không có lo bị đuổi. Không có lo bị đuổi như là trên San Jose. Chỉ có điều rằng là bà con mình vẫn nhộn nhịp đi chợ Tết ở dưới quận Cam. Những cái điều là không có live, không có nhạc, không có ca nhạc. Có năm ngoái nó có ca nhạc. Năm nào cũng có ca nhạc ở đó, khu Phước Lộc Thọ. Đúng rồi. Vui lắm, đông vui lắm. Mà chợ đêm, Thanh Thảo nhắc, Thanh Thông nhắc, chợ đêm của Phước Lộc Thọ chỉ có quận ca mới làm được chuyện đó. San Jose không bao giờ làm được. Lý do tại sao? San Jose trời lạnh. Ở San Jose mà mặt trời vừa lặn á là lạnh, bất chấp ban ngày mình nóng cỡ nào nha. Vừa lặn một cái là lạnh. Mà lạnh rồi không ai muốn ra đường. Trong cái ở quận Cam, trời ơi sướng quá quý vị ơi. Ở quận Cam vui quá. Trời ban ngày thì trời ấm, ban đêm trời vẫn ấm, cho tới 7-8 giờ tối mà vẫn còn ấm. Cho nên
đông vui là chuyện đương nhiên, thầy có vẻ như tìm không khí Tết bây giờ đó ở quận Cam nhiều. Dạ hơn. Đúng. Quận Cam nhiều. Ngày hôm qua đó bản tin của Netflix TV mà quý vị coi ở phần tin tổng hợp thì quý vị thấy là chúng tôi đưa cái tin mà ở quận Cam là đang diễn ra hội chợ Tết đó, chợ đêm đó, đông lắm quý vị, đông lắm anh Thanh Tùng, mình cảm giác giống như là mình đi ở khu mà đường Nguyễn Huệ. Dạ. Đông gì đó. Phố đi bộ, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ người ta cầm mấy cô mấy chị cũng cầm bông đi mua về đó mà ở dưới hôm mai cái nhánh mà hoa mai vàng á bán họ bán rất là nhiều rồi hoa lan mà mình thấy rộn ràng hơn hẳn ở Bắc Cali của mình. Dạ. Dạ. Thì được ưu đãi. Chị nói em nghe nè, chị nghe nói không có đốt pháo mà hồi nãy chị bước vô đài của mình á, chị thấy phòng pháo bự chà bá lửa nó nằm đây. Thôi đây hình thôi. Sao mà cái chị cái quý vị không à, ngân hàng mới hỏi tùng có cho đốt pháo. Lát em trả lời. Đó. Rất nhiều người gặp hỏi, ủa năm nay có cho đốt pháo không? Chứ Thanh Tùng nói, ủa mình chưa có được cho phép hội nào đâu mà hội năm nay có cho hay không? Chưa bao giờ nhớ quý vị, em nói chung cho cả nước Mỹ nha. Cả nước Mỹ luôn, phải tiểu bang nào đâu. Cả nước Mỹ chưa có ai cho phép mình đốt pháo hết quý vị. Yeah. Chỉ có những ai họ có giấy phép chuyên nghiệp họ mới được đốt pháo thôi. À. Còn chuyện mà mình không có giấy phép chuyên nghiệp mình bị cấm đốt pháo. Cái đó là nguyên tắc, đó là luật, đó là lệnh. Nhưng tại sao Tết quý vị vẫn nghe là bởi vì sao? Nhất là những khu nào có đông người gốc Á sinh sống. Mà Tết á, thì chính quyền hay cảnh sát họ mắt nhắm mắt mở, họ làm ngơ cho mình thôi. Tức là họ làm ngơ cho mình họ đốt thôi. Chứ còn nếu cái đó là họ vui, họ buồn, họ vô họ phạt thì ráng chịu nha. Buồn là 300 á. 300 đồng một lần đốt pháo em ở San Jose. Thì em nhắc với quý vị là chưa bao giờ mình được cho phép đốt pháo. Chưa bao giờ. Cái này là em chân thôi nha, em chân thôi, đâu có cấm đốt pháo chứ đâu có cấm chân, à, không có vậy. Sao? Cấm đốt chứ đâu có cấm chân, em chân thôi à. Em chân thôi à. Với lại, quý vị thấy rằng là nếu mà cả cái khu phố, tại vì em sống ở ngay khu phố của đông người Việt, cái nơi Thanh Tùng sống là bà con Việt Nam, với lại những người mà gốc Á đông lắm, 11:58 là rền vang. Em thiệt với quý vị, bây giờ ở Sài Gòn, ở Việt Nam chưa chắc được hưởng không khí đó bằng ở Cali. Dạ đúng. Nha quý vị, ở Việt Nam giao thừa là không có tiếng đâu pháo đâu, nha. Nhưng ở San Jose của tụi em, nhất là cái khu Việt Nam em đang ở, trời ơi. Trời nó vui chị Ngân Hàng ơi, pháo nổ bắt đầu từ 11:57, 1:58, 1:59, nổ luôn cho tới 12:30 sáng. Sáng mùng 1 chưa kịp dậy là pháo nổ tưng bừng. Rất là vui. Khu phố của em có đốt pháo không? À, cái khu nhà cũ em ở đường Thơ Lì á, thì hồi đó lúc em ở là giống như anh Tùng vậy đó, 11 giờ mấy là mình đã nghe rền vang tới 1 giờ sáng luôn đó. Còn Thanh Thảo mới chuyển đi thì chỗ đây thì không có. Nhà dân nhà giàu nên không có. Rồi. Còn bên chị làm sao? Trời ơi, đốt răng trời. Đốt răng trời. Khu cái nơi chị Ngân Hà ở là Việt Nam luôn. Đó. Trời ơi, mà vui lắm, lần trung tâm Việt Nam. Năm đầu tiên mà chị qua á nha. Trời ơi, chị nghe cái tiếng pháo á bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm trời đùng, tự nhiên mình nghe lại cái tiếng pháo. Trời ơi, chị vui ơi là vui luôn. Mà em của chị nha, tại lúc đó chị đang ở chung với ba mẹ chị, em chị nó treo pháo nha, từ trên nóc nhà nó treo dài rồi cái nó chảy ngoài đường. Em biết nó cứ nổ như vậy mà biết không, đứng mà cứ giống vỗ tay như con nít vậy, giống như mình mừng mình vui quá vỗ tay như con nít vậy. Đó cái cảm giác đó, cái không khí mình thấy nó thiêng liêng mà mình không có ở Việt Nam, mình không ở người dân Việt Nam không có. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này. Sau ít phút quảng cáo thì em trở lại về những thông tin quan trọng dành cho vấn đề đi chích ngừa 65 tuổi trở lên, quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips với Thanh Tùng giờ này chúng tôi sẽ mang đến quý vị thông tin, trả lời một số thắc mắc mà bà con quan tâm, đặc biệt là về vấn đề đi chích ngừa vaccine COVID-19 ngay tại quận hạt Santa Clara. Có tin mới dành cho quý vị. Quý vị muốn đi chích ngừa mà không cần phải làm hẹn thì có chỗ để quý vị đi chích ngừa luôn. Thưa quý vị, trước khi mang đến quý vị phần tin chi tiết, cho thêm giới thiệu với quý vị các thân chủ bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng dạo giờ này. Angel Beauty tọa lạc bên trong ở thương xá Grand Century Mall San Jose. Đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 408-417-8638. Văn phòng thuế vụ hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại và thuế nhân viên hiện đã bắt đầu nhận hồ sơ giúp khai thuế cho bà con của mình rồi và đang giúp bà con của mình trong chương trình PPP Loan rất thành công. Mọi chi tiết liên lạc văn phòng thuế vụ hàng Lê, 621 đường Tolley Road, San Jose, phòng A 125, 408-279-5843.
nhà hàng phở 90 độ ngay mặt tiền của thương xá Việt Nam Town và khu shopping Craigmore Milpitas vẫn phục vụ những món ăn mà quý vị ưa thích ngay ở ngoài trời. Đã có thể mời quý vị thưởng thức ở patio ngoài trời được rồi, hoặc là to go. Phở 90 độ ở Việt Nam Town San Jose 408-993-9090, phở 90 độ trong khu shopping Craigmore Milpitas ngay lối vào kế bên Marshall 408-945-6693. Chương trình có được sự bảo trợ bởi thẩm mỹ viện San Jose Beauty Image với đội ngũ bác sĩ hùng hậu. Hiện đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Địa chỉ của San Jose Beauty Image 979 Story Road Suite 7093 bên trong khu thương mại Việt Nam Town của thành phố San Jose. Gọi làm hẹn số 510-452-7297. Xuân Vân Healthcare chỉ dược thảo toàn chân, tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, mở cửa phục vụ quý đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 408-528-9297. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng, sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Hiện tại thì Xuân Vân Healthcare và dược thảo toàn chân cũng đang có các đặc sang Xuân nhớ người thương binh Việt Nam Cộng Hòa do Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa phát hành. Đây là món quà Xuân dành cho quý vị, đặc sang Xuân hoàn toàn miễn phí. Mời quý vị đến để lấy mang về làm quà. Sau đó quý vị muốn có chút quà Xuân cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà thì đã có sẵn bao thư cho quý vị. Paloma Cafe ngay mặt tiền khu thương xá Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, bây giờ đã đón tiếp quý vị đến ăn trưa dạng tối ở ngoài patio rồi. Mời quý vị nhớ đến thưởng thức. Paloma Cafe cũng là nơi đang có các đặc sản Xuân nhớ người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị đến để lấy báo hoàn toàn miễn phí. Paloma Cafe 408-277-0922. TN Karaoke muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới, xin gọi anh Đoan Nguyễn 408-223-2300 hay vào trang nhà tnkaraoke.com. An Khang Mì Gia trong khu Việt Nam Town San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần, 408-217-9496. Rất cảm ơn quý vị đã bảo trợ cho tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Tuy nhiên trước hết thì đây, cho ba chị em và tụi em khoe với quý vị. Đó, Thanh Thảo cũng đang cầm một cuốn Thanh Tùng, rồi chị Ngân Hà. Thưa quý vị, đây là đặc sang Xuân nhớ người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Đặc sang Xuân này do Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa phát hành trong dịp Xuân năm nay. Đây là cuốn tập sang Xuân để quý vị đón Xuân. Năm nay chị Ngân Hà cầm cuốn này, chị mở ra chị thấy cảm giác chị ra sao? Chị vừa mở ra cái số 89 cái chị của Thanh Tùng liền. Trời ơi, tươi ơi là tươi luôn. Nhiều lắm, có nhiều nghệ sĩ lắm quý vị ơi. Không, nhưng cũng mà tự nhiên mình mở ra cái mình thấy có Thanh Tùng của mình trong đây rồi. Đó. Rồi, có cái này quý vị thấy nè, hình có chị Trang Thanh Lan nè, rồi mình có Phương Hồng Quế nè. Mình có rất nhiều nghệ sĩ trong trong cuốn này, nhưng cái quan trọng quý vị, cuốn đặc sang Xuân này á là quý vị thấy là in bìa đẹp không? Dạ. Giấy rất là đẹp. Mở bên trong á, bên trong giấy đó có gì, giấy là được in màu rực rỡ, giấy cứng đẹp vô cùng. Ở bên này mà in như vậy thì tốn tiền lắm đó. Bên trong thì có gì biết hình ảnh á, hình ảnh nè, bài viết về những trận đánh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầy ắp những kỷ niệm của tình chiến hữu với nhau, những cái câu chuyện của những người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa kiêu dũng một thời, có trong cái cuốn đặc sang này. Và cuốn đặc sang này mục đích đó mà được phát hành dịp Xuân, thứ nhất là để bà con mình có quà để tặng cho nhau, và điều thứ nhì đó quý vị là để mình gây quỹ có một chút quà để giúp cho các thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà họ tại gặp khó khăn lắm. Và quý vị nhớ năm nào mình cũng có đại nhạc hội Cảm Ơn Anh làm ở một số nơi. Mình có một ít quà. Năm nay thì quý vị thấy đại dịch mà, nguyên cả năm 2020 đâu có chương trình nào đâu, mà không tổ chức như vậy thì làm sao mà có tiền có quà cho các chú các bác của Thanh Tùng. À, chính vì vậy mà quý vị ơi, đặc sang Xuân rất là đẹp, đầy ý nghĩa, rồi trong đó có hình ảnh của các ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại chúc Tết mọi nhà nữa. Hoàn toàn miễn phí nha. Cuốn này thì hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể đến lấy ở hai nơi. Một nơi là Paloma Cafe ngay mặt tiền khu Grand Century Mall, một nơi là Xuân Vân Healthcare dịch thảo toàn chân.
ở trong khu Paloma, đường Silver Creek Road sau lưng của Target. Quý vị cứ lấy miễn phí. Nhưng bên trong cuốn này nè, bên trong cuốn quý vị mở ra ha, quý vị thấy có một cái bao thư. Đó, bì thư có ghi sẵn Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị thương cho những người thương phế binh đã chiến đấu, đã hy sinh một phần thân thể của họ cho lý tưởng miền Nam, cho lý tưởng tự do của miền Nam. Quý vị thương, quý vị tri ân bao nhiêu, quý vị bỏ cái tấm chi phiếu vào trong cái bao thư này. Đó, bỏ vô đây. Rồi quý vị cho con tem ở đây. Rồi quý vị cứ gửi. Gửi thì địa chỉ đó có sẵn rồi. Quý vị cứ gửi đi, gửi thẳng về cho Hội cứu trợ thương phế binh quả phụ Việt Nam Cộng Hòa nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì chỉ có cách đó thôi, mỗi người một tay. Chứ quý vị thấy đại dịch ai cũng khổ. Đại dịch ảnh hưởng tất cả mọi người, nó không chừa ai. Nhưng quý vị thấy với những người lành lặn như chúng ta mà còn khổ, còn gặp khó khăn, còn lao đao. Xá gì những người họ mất một phần thân thể, mang trong mình hàng trăm thứ bệnh, rồi sống lây lất trên đường phố ở quê nhà, chưa kể gặp sự kỳ thị của chính quyền trong nước nữa. Họ sẽ còn khổ hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần. Tết về xin đừng quên họ, những người lính Việt Nam Cộng Hòa bây giờ còn kẹt lại ở quê nhà. Nhà quý vị giúp một tay ha, quý vị mừng giục tay ha. Rồi xong cái đặt sanh xuân này thì giờ qua tới câu hỏi nhiều lắm, một nhân câu hỏi em nhận được. Anh Thảo là người trả điện thoại mà. Có câu hỏi nào nhớ không? Một trong những câu hỏi Thảo nhận được, Thảo nhận được phone từ một vị khán giả ở tận Fresno á. Cái chị gọi anh Thảo, chị nói với anh Thảo về nè, em ơi em giúp cho chị, tại vì chị không có nghề nghiệp gì hết, mà chị hàng ngày chị chỉ đưa cháu nội cháu ngoại của chị đi đi đây đi đó thôi, chở tới chở lui thôi, chị không có nghề nghiệp gì hết, chị không có tiền. Nhưng mà hồi đợt rồi mà nhà nước cho 1.200, chính phủ cho 1.200 chị không có, mà đợt này sắp cho 600, đang cho 600, nó có cách nào xin cho chị có hay không? Thì em mới nói lý do tại sao đợt trước 1.200 chị không có. Thì chị nói tại vì con chị khi mà khai thuế đã claim chị vô rồi, mà có cách nào, chị nghèo dữ lắm, có cách nào mà 600 đợt này chị có hay không? Thì em trả lời sao? Thì em cũng trả lời y như mà anh Thanh Tùng đã hướng dẫn, cái nói là thực sự cái luật là như vậy, khi mà cháu đã claim chị vô rồi thì chị đâu có được đâu có được đâu. Thì chị nói không có cách nào giúp chị hay không, thì em nói chắc là em giúp không được. Thì chắc chắn là em đâu giúp được đâu, cái này là luật của liên bang mà, những ai mà đủ điều kiện thì họ mới nhận được cái tấm chi phiếu cứu trợ mà thôi. Đợt trước mình chưa có, mình không có, lần này mình sẽ không có. Thì em rất là tiếc. Nhưng trong trường hợp bà con mình bà đang gặp khó khăn á, thì đâu phải chỉ có cái tấm chi phiếu đó không. Nếu quý vị gặp khó khăn, thí dụ nè, thí dụ quý vị có thể ghi danh cho chương trình mà cung cấp thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho bà con của mình. Quý vị có thể ghi danh qua cái chương trình mà người Việt mình hay gọi là food stamp. Mà bây giờ cái chữ mới ta dùng là SNAP, chữ SNAP là chữ viết tắt của cái chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, mà đây là chương trình của cả liên bang, của cả liên bang. Nên chị có thể ghi danh tham dự chương trình này, mà những ai đang hưởng trong chương trình Food Stamp á, thì quý vị thấy rồi, được tăng tiền nữa, mỗi tháng được tăng tiền nữa. Thí dụ như vậy, rồi tùy theo cái nơi mà chị cư ngụ, ở thành phố nào, quận hạt nào hay tiểu bang nào, thì người ta sẽ có những chương trình hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp nữa. Thì chị lưu ý, với lại nếu mà chị chịu khó theo dõi những chương trình của Hot News, một ngày, hay là chương trình Radio Hot News ngày 500, cái Thanh Sơn Thanh Tùng hay chương trình Hot Tips. Tụi em thỉnh thoảng hay có những chương trình để giúp cho bà con mình phúc lợi á. Có chương trình này để ghi danh nè, chương trình kia để ghi danh nè, chương trình này được giảm tiền thuê nhà, thí dụ như vậy. Thì quý vị nhớ theo dõi thường xuyên, bởi vì tụi em tự tin rằng là tụi em là một trong những cơ quan truyền thông hiếm hoi mang lại nhiều thông tin về phúc lợi cho bà con mình nhất. Nhưng với điều kiện là quý vị phải theo dõi thường xuyên, chứ năm quý vị theo dõi một lần, hàng tháng quý vị coi một lần, quý vị sẽ bị bỏ sót những cái phần nó quan trọng dành cho quý vị nha. Quý vị coi tivi mà không có thời gian coi hay bị bỏ dở một lần á, cái quý vị coi lại trên YouTube. Nhớ Hot Tip cái Thanh Tùng, Hot News cái Thanh Tùng, hay quý vị nghe radio cái Thanh Sơn Thanh Tùng AM 500, 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thì có rất nhiều thông tin cho quý vị. Rồi bên sau cái câu hỏi của Thanh Thảo về tới cái câu hỏi mà Thanh Tùng nhận được mới vừa để cho Thanh Thảo với chị Ngân Hà nghe lời nhắn rất là khẩn thiết của một vị của một cô hả, một cô khán giả, cô nghe mà mình thấy rất là tội, mà tôi không biết phải giúp làm sao. Cũng đơn giản thôi, lần trước tôi có nhận được 1.200 tiền hỗ trợ của chính phủ,
lần này lẽ ra tôi cũng được 600, nhưng tại sao tôi chờ tới bây giờ mà vẫn chưa có đài Nét Việt làm ơn giúp tôi, giúp tôi hỏi xem tiền của tôi đang ở đâu. Thì thưa cô, tụi cháu đã có nói về cái câu chuyện này mấy lần trước rồi. Đó là kể cô nè, hay là những quý vị nào tới giờ này vì lý do nào đó mà mình vẫn chưa nhận được 600, thì xin quý vị lưu ý, lý do có thể nằm ở chỗ này. Có nhiều quý vị lần trước mình nhận chi phiếu, lần này có thể quý vị nhận được qua cái thẻ, qua cái dạng thẻ giống như thẻ tín dụng vậy đó, người ta gửi về nhà. Rất nhiều người nhận được thẻ tưởng là thẻ giả, tưởng là thẻ quảng cáo, tưởng là thẻ vô giá trị, cho nên đã đem quăng thùng rác. Và rồi tiếp tục ngồi đợi cho đến bây giờ vẫn không thấy tiền về. Quý vị ơi, không chỉ là chi phiếu đâu mà còn có thể là thẻ nữa. Nên quý vị lưu ý khi nhận thẻ. Rồi, điều kế tiếp nữa, nếu mà quý vị vẫn chưa nhận thẻ thì quý vị chịu khó lên trên trang web của Sở Thuế IRS.gov. Vào trang web đó tìm cái phần Get My Payment. Người ta sẽ hỏi quý vị một số những thông tin liên quan tới cá nhân. Một ít thôi, quý vị cung cấp xong ta sẽ cho quý vị biết rằng chi phiếu quý vị đã được gửi ra vào ngày nào, thì có thể quý vị sẽ nhận được vào ngày nào. Nha. Đó, chỉ còn cách đó thôi ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Sau cái phút quảng cáo, tôi sẽ trở lại đặc biệt thêm những câu hỏi về câu trả lời liên quan tới vaccine COVID-19. Quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Và bây giờ chúng tôi dành thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan đến vaccine ngừa COVID-19. Thảo. Thanh Thảo, từ vừa rồi là mình nghe, tuần này chứ, mình nghe thông tin về việc chích ngừa có thay đổi đối với những người 65 tuổi trở lên, phải không anh? Chắc chắn là như vậy đó quý vị. Quý vị như hồi tuần lễ trước, Thanh Tùng có thưa với quý vị rằng là những quý vị mà đủ điều kiện đi chích ngừa và những quý vị 65 tuổi trở lên thì quý vị phải đi theo cái tuyến của mình. Cái tuyến đó là quý vị bảo hiểm với công ty nào, quý vị đi theo công ty đó. Quý vị là bảo hiểm của Kaiser thì quý vị phải chích ngừa với Kaiser. Quý vị là bảo hiểm của Palo Alto thì quý vị đi chích ngừa với Palo Alto. Quý vị là bảo hiểm Medicare thì chích ngừa với bên quận hạt Santa Clara. Tuần trước Thanh Tùng nhớ Thanh có đâu có đó. Nhưng bây giờ thì cái chương trình đó bị chỉ trích nhiều lắm. Họ nói là làm như vậy thì sẽ nó bất tiện là như vậy quý vị. Trong khi quận hạt Santa Clara đang chích cho 65 tuổi trở lên thì một số quý vị 65 tuổi trở lên mà có bảo hiểm với bên Kaiser thì không chích được. Kaiser thì chỉ chích cho 75 trở lên mà thôi. Cho nên rất là tội, có nhiều quý vị 65 tuổi lên mà không được chích ngừa. Trong khi cũng 65 tuổi mà ở những chương trình bảo hiểm khác thì được chích hết trơn. Chính vì như vậy mà nhiều người lên tiếng phản đối về quận hạt Santa Clara, quyết định là kể từ ngày thứ năm tuần lễ vừa rồi đó, kể từ thứ năm cho tới những ngày tới, miễn quý vị từ 65 tuổi trở lên, bây giờ quý vị có thể đi chích ngừa ở bất kỳ nơi đâu. Quý vị có thể chích ngừa bất kỳ nơi nào. Thí dụ quý vị có bảo hiểm với Kaiser, quý vị vẫn có thể chạy qua bên Stanford chích ngừa được. Quý vị có bảo hiểm bên Stanford, quý vị vẫn có thể chạy về quận hạt Santa Clara chích ngừa được ha. Miễn là quý vị hiểu quyền lợi của mình, cái từ nay đi chích ngừa ở mọi nơi, không có bị ràng buộc nữa. Yên tâm, vậy là mình yên tâm để cho bà con chích ngừa. Với tin vui cho quý vị là bắt đầu từ tuần tới đó quý vị, là khi mà bước sang năm mới của người Việt mình á, thì quận hạt Santa Clara sẽ có thêm một địa điểm chích ngừa khổng lồ. Đó là sân vận động Levi Stadium. Quý vị nhớ là nằm ở trên đường Great America Parkway đó. Lớn lắm. Đó là sân nhà của đội San Francisco 49ers. Thì bây giờ ở đội San Francisco 49ers họ chịu cho mượn. Trời, chịu cho quận hạt Santa Clara mượn. Biến thành một cái nơi chích ngừa khổng lồ. Bước đầu á, tuần lễ đầu tiên thì mỗi ngày chích cho khoảng 5.000 người. Nhưng những tuần kế tiếp nữa thì sẽ chích cho khoảng 15.000 người mỗi ngày. Để nhanh tốc độ chích ngừa, tốc độ chích ngừa thì đó là tin vui dành cho bà con mình. Tùng ơi, có rất là nhiều các cô chú hỏi là bây giờ mình đi chích ngừa thì mình phải ghi danh ở đâu, rồi có cái quét gì đó để mà người ta có thể vô online mà để người ta ghi danh để mình được đi chích ngừa không, để có cái hẹn đàng hoàng. Mà cũng có một số các anh chị thì nói bây giờ tôi không có muốn mà ghi danh online đồ gì không, cái đó nó phức tạp lắm. Có cái chỗ nào mà mình có thể đến trực tiếp mình get tay xong vô mình chích ngừa đúng không? Dạ có. Dạ, quý vị thích thì chiều. Quý vị thích thì chiều. Ok, xin nhắc lại là những quý vị nào mà đủ điều kiện, bây giờ mình nhắc thật nhanh nha, cái này mình nói mỗi tuần rồi ha. Cho tới tuần lễ này thì những đối tượng ưu tiên được chích ngừa hiện nay vẫn là 1A.
1A là những người làm trong ngành y tế, nó túm là những người làm trong ngành y tế. 1A là y tế cộng với những quý vị trong diện là in-home support service là 1A. Rồi kèm theo là những quý vị từ 65 tuổi trở lên, vẫn như vậy thôi, chưa có mở rộng thêm, Hy vọng trong tuần lễ tới chúng ta sẽ biết thêm những đối tượng kế tiếp sẽ được chích ngừa khi nào. Thì những đối tượng kế tiếp được chích ngừa Thanh Tùng đã có nói rồi ha, bao gồm thầy cô giáo nè, bao gồm những quý vị làm trong ngành nhà hàng nè, bao gồm những quý vị làm trong ngành siêu thị nè, đó là những quý vị đó sẽ là kế tiếp. Nhưng chích ngừa khi nào thì mình sẽ chờ trong tuần lễ kế tiếp, chứ còn bây giờ vẫn là 65 trở lên, mới có 65 trở lên thôi nha quý vị. Rồi chị ngân hàng hỏi thì cho Thanh Tùng nhắc lại một lần nữa, quý vị muốn được chích ngừa COVID-19 ở quận hạt Santa Clara, quý vị nên làm hẹn trước, thì quý vị phải làm hẹn trước. Tất cả mọi nơi họ bắt quý vị phải làm hẹn trước, ngoại trừ một vài nơi là không làm hẹn thôi. Tất cả mọi nơi phải làm hẹn trước, giờ làm hẹn ở đâu, làm hẹn trên trang đang hiện lên trên màn hình quý vị, sccfreevac.org. Vào trang mạng này sẽ có hướng dẫn để quý vị ghi danh. Còn bây giờ nơi nào để quý vị có thể đi chích ngừa COVID-19 mà không cần làm hẹn có? Theo tôi biết ít nhất ở San Jose có một địa điểm đã nằm về phía đông của San Jose. Tại sao phía đông San Jose? Tại vì đó là nơi mà số trường hợp lây nhiễm cao hơn tất cả những nơi khác ở quận hạt Santa Clara. Nên là họ đặt một cái địa điểm, thì đó là ở ngay Mexican Heritage Plaza. Mexican Heritage... Ủa, mình chỉ tới đó chưa vậy? Chị có tới chưa? Cái hướng đó không anh? Cái hướng đó đúng không anh? Dạ, cái góc đường Alam Rock, cái đường King Road. Đúng rồi đó. Thanh Tùng thì tới đó rất là thường, tại vì đó là nơi mà Thanh Tùng có show, và có cái sân khấu đẹp, có nhà hát rất là đẹp, có rạp hát đẹp lắm luôn. Thì Thanh Tùng có trình diễn làm MC trong đó nhiều lần. Thanh Tùng cũng có bên trong có nhiều nơi để cho mình thuê mình làm mấy cái events. Thanh Tùng có vào trong đó rất là thường. Thanh Tùng có bạn là người Mễ hay dẫn Thanh Tùng vào trong đó tham dự các sinh hoạt của cộng đồng người Mễ, Thanh Tùng rất là thường. Nhưng mà dẫu quý vị chưa vô, Thanh Tùng bảo đảm quý vị đã có qua 100 buổi, đi lại ngàn lần. Em bảo đảm với quý vị luôn, tại quý vị không để ý thôi. Nhớ góc đường Alam Rock và đường King Road, địa chỉ là 1700 đường Alam Rock Avenue, góc đường King Road, rất dễ tìm. Thì đó là địa điểm quý vị có thể đến để được chích ngừa COVID-19. Thứ nhất là hoàn toàn miễn phí, và thứ nhì không cần phải làm hẹn. Nhưng quý vị xin quý vị nhớ một số các chi tiết sau đây là: bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 11 rưỡi sáng, người ta sẽ mở để quý vị đến nhận cái vòng đeo tay gọi là wristband. Cái vòng đeo tay đó sẽ cho quý vị biết rằng là giờ chích ngừa của quý vị là khi nào trong ngày. Sau khi lấy cái vòng đeo tay đó, quý vị biết quý vị được chích ngừa giờ nào, quý vị đi về. Rồi sau đó quý vị trở lại đúng cái giờ mà quý vị được hẹn đó, trở lại để được chích ngừa theo cái vòng đeo tay. Rồi, là từ 9 giờ sáng đến 11 rưỡi sáng. Dự định là bắt đầu chích ngừa từ 12 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều. Nó dự định. Nhưng bởi vì người ta đông quá, đông lắm, cho nên quyết định là gì? Không đợi tới 12 giờ trưa nữa mà 10 giờ rưỡi sáng là chích ngừa rồi. 10 rưỡi sáng chích ngừa đến 6 giờ chiều luôn. Đó là phần thông tin về lý thuyết. Và thực tế là gì quý vị? Cho em nhắc là người ta chỉ chích cho mình một tuần 2 ngày, mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mà thôi. Thứ 3 và thứ 5. Quý vị có tin không? 9 giờ sáng mới mở cửa, đưa cái vòng, phát cái vòng đeo tay. 7 giờ sáng thiên hạ đã xếp hàng rồi. Và xếp hàng rất đông, xếp hàng rất dài. 7 giờ sáng mùa đông của Cali, rất nhiều người có gì tưởng tượng không phải trùm áo đâu, họ lấy cái mền á, họ ra họ trùm trong mền 2 tiếng đồng hồ đứng rung như thế này ở ngoài đường chờ để được nhận cái vòng. Những cái vòng xong đi về, chờ tới giờ tới được chích ngừa. Thì em chỉ muốn nói với quý vị đó địa điểm, nếu quý vị muốn thì em trình bày, nhưng quý vị chuẩn bị tinh thần rằng là nó không có tiện như là quý vị nghĩ. Nhiều khi theo chị thì chị nghĩ rằng là nên làm hẹn hay làm hẹn đi. Chị nghĩ làm hẹn cũng đơn giản thôi, thí dụ như mà các cô chú mà không có biết tiếng Anh hoặc là không rành á, thì nhờ con cháu mình, trời ơi nó nhanh lắm, nó click cái là đi vô làm hẹn được liền, chứ nhìn chi mà vậy ra đứng xếp hàng lạnh lẽo rồi còn mang tiếng bệnh nữa. Dạ, tội nghiệp các cụ lắm đó, đã các cụ như vậy mà bây giờ phải đi ra 2 tiếng đồng hồ, có gì tính đi các cụ tính đi, 2 tiếng đồng hồ đứng trời lạnh như vậy để được lấy cái wristband này. Làm hẹn thì vẫn tốt hơn chứ hả? Em có suy nghĩ vậy, làm hẹn vẫn tốt hơn anh. Nhưng tại sao Thanh Tùng tới 999 Thanh Tùng cũng không hiểu tại sao luôn. Có rất nhiều người Việt mình hễ mà nghe tới làm hẹn thì không có thích. Không thích làm hẹn, dù là đi xét nghiệm nha, đi xét nghiệm COVID-19 biểu làm hẹn cũng không. Thà là tôi biết cái chỗ nào đó
rồi tôi sấn vô tôi xét nghiệm, dù có xếp hàng lâu tôi cũng chấp nhận còn hơn là làm hẹn. Trong khi nếu dạ, đó, nếu mà có gì làm hẹn đúng giờ có gì tới là không cần xếp hàng, đúng giờ có gì tới, hay là có gì chích ngừa COVID-19 vậy, đi đúng giờ có gì tới là chích ngừa cái gì à, không có xếp hàng lâu. Còn đằng này không chịu làm hẹn thì cái giá phải trả là gì, phải xếp hàng rất lâu có gì rồi. Mà xét nghiệm bay, xét nghiệm COVID-19 đại đa số các nơi họ đều là làm hẹn hết. Chỉ có một vài nơi là cho có gì được sấn vô mà không làm hẹn, thì những nơi đó mình xếp hàng lâu. Thành ra lợi Thanh Tùng không hiểu, tại vì Thanh Tùng lấy bà con mình đại đa số, em dùng cái đại đa số không thích làm hẹn. Chỗ nào mà không làm hẹn tôi mới đi, hay làm hẹn tôi không đi. Trời ơi sao vậy, sao cho cực vậy, sao làm hẹn nếu có gì sccfreevac.org nha, có gì vô đó làm hẹn cho người ta. Vụ mà cách ly hả? Dạ đúng rồi đó, có một vài vị khán giả gọi cho Thanh Thảo nói rằng là đã bị dính COVID thì có nghe mình đã từng loan báo trong chương trình Hot News 1500 là mình sẽ có một cái đường dây để mình liên lạc với họ để họ giúp mình khi mà để mình được cách ly với lại hỗ trợ này kia đó. Dạ có, đúng rồi quý vị. Chương trình này dành cho quận hạt Santa Clara. Nếu quý vị bị COVID mà quý vị cần nơi để cách ly thì quý vị gọi cho số điện thoại này, quý vị sẽ được giúp đỡ ở nơi ở đẹp nha. Như khách sạn vậy nha quý vị. Như khách sạn luôn nha, ngày 3 bữa nha. Gọi số 408-278-6420, số điện thoại hiện màn hình. Còn những quý vị nào bị nhiễm COVID-19, quý vị không cần nơi cách ly, nhưng quý vị cần hỗ trợ dễ gì? Cần hỗ trợ về mua đồ ăn nè, vật dụng thiết yếu nè, hay hỗ trợ tiền nhà, thì gọi số điện thoại này 408-808-7770, số điện thoại hiện trên màn hình. Để quý vị yên tâm ha. Chụp màn hình lại để dặn đó nha quý vị, để khi mình cần thì mình có. Rồi còn có mấy chục giây cuối cùng cho Tùng trả lời một câu hỏi nữa liên quan tới cái vấn đề mà cái bản tin quý vị nghe Hot News. Thành Tùng có loan tin là thống đốc tiểu bang Cali Gavin Newsom vừa thông qua một chương trình hỗ trợ tiền nhà cho những người bị thiếu tiền nhà đó. 80% trả 80% tiền nhà cho quý vị, với điều kiện là chủ nhà quý vị phải chấp nhận tham dự vào chương trình. Chủ nhà mà chấp nhận đó thì tiểu bang Cali sẽ trả 80% tiền nhà có gì thiếu cho chủ nhà. Bù lại chủ nhà phải chịu hy sinh 20%, tức là chủ nhà phải cắt 20% đó không tính cho quý vị, để quý vị được ở trong nhà. Nhưng cái đó là phải là chủ nhà với người thuê nhà phải thỏa thuận. Trong trường hợp chủ nhà không theo chương trình này, không theo chương trình này thì tiểu bang sẽ cũng sẽ lấy tiền của tiểu bang trả 25% tiền nhà có gì thiếu. Nếu mà trả 25% tiền nhà có gì thiếu thì chủ nhà không quyền đuổi quý vị. Sẽ trả như vậy cho quý vị để cho tới hết cái thời hạn mà bị trục xuất á, là tháng 6 năm nay, chừng đó quý vị phải trả tiền nhà sau. Thì có rất nhiều quý vị hỏi thăm, ủa như vậy thì tôi lấy đơn ở đâu? Tôi lấy đơn ở đâu? Quý vị hỏi rất là nhiều, cho Thanh Tùng nhắc lại, đó chỉ mới thông qua thôi. Đơn á, sẽ đợi cho đến tháng 3, có thể tháng 3 mới có đơn. Thì khi nào có đơn thì tụi em sẽ thông báo với quý vị. Còn ngay bây giờ không có đơn từ gì cả, không có đường link của đơn từ gì cả, chưa có nha quý vị. Chịu khó theo dõi thường xuyên sẽ có thông tin cho quý vị. Rồi, đến đây thì cảm ơn quý vị rất là nhiều theo dõi tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Có thể xem lại ở trên YouTube khi gõ chữ Hot Tips với Thanh Tùng, xem xong bấm cái like, nhớ subscribe lần sau mình xem tiếp nha quý vị. Muốn bảo trợ cho tiết mục Hot Tips Thanh Tùng, điện thoại đang hiện trên màn hình. Diễm Anh Hằng xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin hẹn gặp lại và xin chào tạm biệt quý vị. Và lần tới thì sẽ có nhiều câu chuyện liên quan tới Tết nhiều hơn. Dạ. Em bảo đảm cho em thay đồ đẹp hơn. Rồi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.